Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo Và tiếp tục thì ở trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại lên cho cả nhà mình các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ và đều được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật Vì thế cho nên là cũng sẽ có những phiên bản còn mới nguyên zin chưa qua sử dụng và cũng có những mẫu thì cũng đã qua sử dụng rồi Và em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho cả nhà mình ở trong video à, Mọi người yêu thích ở phiên bản đồng hồ nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số zalo của em Đó là số 08 58 58 2 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận và ngày hôm nay thì em cũng cũng như mọi khi thôi cũng sẽ giới thiệu đến cho cả nhà mình Với các cái phiên bản đồng hồ của candyvan này Phiên bản của Invicta, IW, rồi là Technop và một vài thương hiệu khác nữa Thì uh, hy vọng mọi người sẽ dành nhiều thời gian để có thể theo dõi video của em nhé Và mọi người đừng quên cho em xin các lượt thả like ở video Cũng như là các cái lượt follow kênh, bật phần chuông thông báo Để có thể liên tục cập nhật các cái mẫu hàng mới bên em đúng không ạ Cũng như là cập nhật các cái video Và không để mọi người đợi lâu thì em cũng sẽ lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên với phiên bản đồ đầu tiên ấy thì em sẽ gửi đến cho cả nhà mình đó chính là mẫu của Tích Note nhé về thương hiệu tích Note thì nói chung là mọi người cũng đã quá quen thuộc rồi mà thực sự là em rất là thích tích Note luôn ấy tích luôn ấy bởi vì là tích tích này thì nó có một cái rất là hay đó là ngày xưa thì nó là thương hiệu của, của thụy sĩ và sau đó thì người ta đã chuyển nhượng lại cho nhật rồi Uh, nên là cái hiện tại thì bây giờ Technot nó sẽ là thương hiệu của Nhật và nó sẽ sử dụng đó là bộ máy của Nhật đó và Technot thì người ta hay có các cái mẫu đẹp lắm mẫu thiết kế của nó rất là đẹp nhá mà chất lượng của nó rất là tốt uh, ở bàn này thì em cũng có về là phun hộp này giấy tờ sổ sách đầy đủ và mẫu này thì chắc chắn là các chị cũng biết là bình thường em bán với mức giá bao nhiêu tiền đúng không ạ Bình thường thì các phiên bản này em đang đều để với mức giá đó là 2 triệu 450 nghìn Vì tùy từng thời điểm đấu thì nó có những cái thời điểm đấu các cái mẫu này thì giá của nó về đến đây nó cũng khá là cao rồi. Đấy và ngày hôm nay thì em cũng sẽ chiên đến cho cả nhà mình ở phiên bản này. Ở mã hàng đầu tiên. Đó, đây là một cái mẫu của Technot. Mọi người thấy không? Rất đẹp nhá. và vâng, các cái mẫu Technot đá này này là các cái mẫu mà đấu đắt hơn so với cả các cái mẫu thông thường ấy. Các cái mẫu thông thường ví dụ các mẫu 6 kim ấy, hoặc là các cái mẫu mà mà, mà kiểu như là nhường trơn ấy thì giá nó sẽ 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 thấp hơn chút Còn đối với các cái dòng mà 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 niềng đá này mặt bên trong đá này này thì giá của nó cũng thường là đấu nó sẽ cao nhiều người đấu lắm ở bản uh, này thì đây là một cái mẫu ba kim và nó có một cửa sổ lịch ở vị trí góc 3 giờ bên trong ấy thì cái cọc số này này nó sẽ là cọc đá và nó sẽ là kiểu theo kiểu dạng như là đá bề màu ấy. mọi người thấy là mỗi một cọc số này nó sẽ lại có kiểu dạng như là có mỗi một màu nhá mỗi một màu thì nó sẽ là cọc số đôi Đấy, màu rất là đẹp ở vị trí phía bên trong Màu mặt của nó thì nó là màu mặt trắng Còn chi tiết liền ngoài này thì được cũng được nạm đá và đều, đều, đều được ghim chấu toàn bộ nhá Đó, và cái ờ, Ở phiên bản này thì uh, thường thì các cái mẫu tích nó thì người ta sẽ sử dụng đó chính là uh, kính cứng cường lực Thì với cái kính cứng cường lực này thì mọi người hoàn toàn yên tâm là nó có cái độ chống trời chống xước rất là tốt Thứ hai nữa là cái độ chống va đập của nó rất là ok Form kiểu dáng ở bàn này thì cũng làm giống giống như là của rolex luôn Đấy, dây thì phay xước hai bên sóng bóng ở giữa chút khoáng nguyên zin ở đằng sau đấy thì nó cũng có mã số hiệu sản phẩm đó là T6B29 nhá đây T6B29 này đó và mẫu này thì đang có mức giá tại cửa hàng đó là 38.500 yên à, cũng tương đương với tầm khoảng 6 triệu rồi nhưng mà được cái là nó rất là đẹp luôn các chị thấy là mặt trắng thép trắng đúng không ạ nhưng mà nó có cọc đá ở bên trong ấy nên là người ta làm rất là cầu kỳ tỉ mỉ nhá Size 38.6 và càng của phiên bản này là 48.1 Mẫu này sẽ dành đến là cho các anh nam Tay vừa và hơi to một chút xíu Đấy cái này mọi người đeo tay có thể đeo đi làm, đeo đi chơi Nói chung là đều ok hết Và mẫu này bình thường em đang để là 2 triệu 450 000 Và ngày hôm nay thì em cũng sale luôn cho cả nhà mình ở mẫu này Đó là còn 1 triệu 1 triệu 900 000 Bản này sẽ ở mã 661 Mã hàng đầu tiên mã 661. Tiếp theo sang ở mã 662 nhé, phiên bản 662 thì tiếp tục em gửi đến cho cả nhà mình một cái mẫu phun hộp nữa này. Đây là mẫu của Savatamara thương hiệu của Ý. Ở bàn này thì đây là một cái phiên bản kỷ niệm 10 năm. Đúng không ạ? Đây 10 này, anniversary này. Đấy thì ở mẫu này thì hình như là nó bị mất sổ rồi thì cả nhà mình ạ. À. Mẫu này mới nguyên đấy chưa sử dụng đâu nhưng mà chắc là nó bị dơ mất sổ rồi em thấy là có một cái hộp của nó thôi đây em lau qua cho cả nhà mình cùng xem Bản này thì form kiểu dáng nó đẹp lắm nó giống y xì như là của của mẫu của gc ấy. đấy đây là mẫu 6 kim ở đây nó có lịch thứ nhá lịch ngày này lịch kim 24 giờ này vì bình thường mọi người biết là trong cái dòng 6 kim ấy thì nó có các dòng chuyên của Grab này nó có các cái dòng mà lịch thứ ngày thì cái bản lịch thứ ngày nó rất là thuận tiện Ừ, vâng còn cái bản mà chronograph thì sẽ phù hợp cho những ai mà hay hay kiểu dạng như là đi tập thể thao ấy thì mọi người thấy là nó sẽ tiện lợi hơn bởi vì nó là đo thời gian bấm bấm giờ thể thao thế còn đối với mà mọi người mà sử dụng để mà bình thường ấy hàng ngày thì các anh chị mọi người sử dụng ở phiên bản này đây là thứ này đó ngày này 24 tiếng của một ngày thì mình sẽ biết được là thời gian này đang là ban ngày hay ban đêm Ví dụ như mọi người thấy là lúc này đang là gần 24 giờ đúng không ạ? Lúc này nó đang là gần 11 rưỡi, gần 11 rưỡi tối vì em sẽ xoay nhá Đây đang là thứ um, Thứ năm này, ngày mùng 5 Và bây giờ em sẽ xoay này Đấy mọi người đã thấy không ạ Đó đã chuyển sang ngày mùng 6 rồi Đó, và cái thứ cái cái thứ nhá Nó sẽ chuyển dần dần này Mọi người thấy cái kim này không ạ Nó đang dịch chuyển dần dần Đấy, thì đến tầm uh, Hơn 2 giờ, hoặc tầm 2 giờ 15, 2 giờ 20 Đúng không ạ, là nó sẽ chuyển hết các kim luôn để nó sẽ chuyển hết các kim Mặt bên trong này, trời ơi, thề luôn và này quá đẹp và xuất sắc Đem để, để cận sát luôn màn hình nhé Và mọi người có thể thấy là nó đẹp và nó xuất sắc đến mức độ như thế nào Đấy, đây là viền này, cạnh này, dây này Dây nó còn nguyên cả siêu luôn nhá Đấy, đây cũng có phay sức ở hai đường chỉ ở giữa này ba đường chỉ dạng sáng bóng này, chốt khóa nguyên zin Ở đằng sau đáy này thì sẽ có mã số hiệu sản phẩm của nó sẽ là SM14118-1 Savatamara này, steel này, độ chống nước của nó sẽ là 10 ATM Dây chốt khóa nguyên zin nó có một cái tag mark đi kèm đây này, này đó là mã sm một 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 bốn một một tám này đấy tag mark đi kèm đầy đủ đây là thương hiệu của ý nhá và mẫu này thì rất là đẹp phải nói là khi mà mọi người cầm lên tay các anh chị cứ nhận hàng các anh chị mở ra các anh chị kiểm tra ướm thử lên tay xem là nó có đúng như là em nói không à, size 41.6 nhá và càng của phiên bản này đó là 50.5 mẫu này dành đến anh nam tay to dạ vâng đây là các bản dành cho anh nam tay vừa và hơi to đấy đây, đẹp chưa? Mặt trắng này Mặt trắng nhưng mà khi mà nhìn vào ấy, Nhìn chung nó cực kỳ đẹp và nó sang Chứ nó không bị, nó không không bị chìm Đây, để mọi người thấy này Dạ vâng Mẫu này thì bình thường em cũng đang bán là hơn 2 triệu rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Em cũng chiên mẫu này cho cả nhà mình là cũng còn 1 triệu 950 1 triệu 950 nghìn Và này sẽ ở mã 662 1 triệu 950 nghìn mã 662 nhé mới nguyên zin phun hộp chưa qua sử dụng và nó rất là nhiều chức năng tiếp theo sang ở mã 663 663 thì em lên cho cả nhà mình đó là một mẫu của Canivan ở cái bản Canivan này thì đây là một một trong các cái phiên bản linh vật dạ vâng Uh, trong cái bộ sưu tập linh vật của Carnival này thì nó không đủ hết 12 linh vật đâu ạ Nó không đủ hết đâu mà nó chỉ có là có linh vật dòng này, hổ này, gà này, trâu này um, uh, Dê này, ngựa này, khỉ này Đó nó chỉ có mấy linh vật vậy thôi ạ chứ không cũng không không đủ hết được 12 linh vật thì đây là một cái phiên bản mà em nghĩ là rất là xứng đáng để nằm trong bộ sưu tập của mọi người bởi vì là các cái bản mà về linh vật châu ấy rất là ít các cái thương hiệu các hãng khác người ta ít khi nào người ta làm về cái, cái linh vật châu này lắm bởi vì ở trong cái phiên bản này là người ta gần như là người ta muốn hướng đến đó là về một cái phong 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 tục của Đông Nam Á, ấy. Đúng không? tức là muốn hướng đến cái văn hóa của Đông Nam Á một chút xíu thì nó mới có các cái mẫu linh vật này, tức là nằm trong cái bộ sưu tập của họ. Ấy. Đây là một cái mẫu mà linh vật nó giống như là cái ở trong các bức tranh Đông Hồ đúng không ạ đấy giống như bức tranh trong trong bức tranh đồng hồ này có một cái chú bé thổi sáo này đúng không ngồi trên một chiếc lưng trâu thì cái, cái cái cái, linh vật trâu tức là tuổi sửu đại diện cho tuổi sửu thì luôn luôn là một cái linh vật mà mang đến nó là cái sự gọi là kiên trì bền bỉ này đúng không ạ và rất là chăm chỉ đấy thì mọi người có thể thấy là với linh vật này thì nó rất là đẹp nhá ở đây thì nó không không chỉ dừng lại giống như là một chiếc đồng hồ để mà mình đeo tay nữa mà nó giống như là một cái bức tranh nữa Đúng không? Một cái bức tranh, một cái tác phẩm nghệ thuật Thì mọi người thấy là ở đây nó có sẽ có hiển thị phần kim giờ, kim phút, kim giây Và ở đây nó sẽ có một cái bức tranh đó là một chú bé này đó, và nó có các cái bức tranh đồng quê này, đúng không ạ? Đây, rất là đẹp luôn nha Và cái, cái 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 hình biểu tượng linh vật này thì nó đều được khắc nổi lên vị trí phía bên trên ấy Chứ nó không phải là in hay là vẽ ở dưới nền mặt, đúng không ạ? Mà nó sẽ làm nổi lên một chút xíu, nên nhìn trông nó rất là đẹp Uh, kính thì sẽ được sử dụng đó là kính sapphire crystal sang nguyên khối và nó sẽ giúp cho đồng hồ của mình có cái độ chống chảy chống sức rất là tốt và toàn bộ phần viền vỏ thì đều được làm bằng chất thép không gì 316 ở vị, vị trí phía bên trên niềng này thì làm theo kiểu sáng bóng còn cạnh sườn này mọi người thấy là nó làm theo kiểu dạng như là phay xước này đấy em để cận sát mà mọi người có thể quan sát này đúng không ạ đây rất là đẹp luôn nha núm này mặt trước này và đây là mặt sau độ chống nước của nó là 3 ATM nhé và nó có cái đường vân này ở đây mọi người thấy không đấy nó cũng là thép thôi nhưng mà cái đường vân này họ làm rất là chi tiết luôn ý nên là khi mà ánh sáng chiếu vào cái nó lên luôn bảy sắc cầu vồng bên trong này thì sẽ sử dụng đó là bộ máy của seco đó là bộ máy nh 35 a của seco và có đến 24 chân kính đấy kính thì được phủ gần uh, như là kính đổi màu ấy gọi là kính đổi màu thì nó đúng hơn như thế này là nó giữ nguyên màu của nó này màu tím này Trên màu xanh màu vàng này đấy ạ, kính đổi màu à, và đây là dây thì với bộ dây này thì nó có các cái đường chỉ giống như được các đường chỉ dây ra khấu tay ấy, nên là nó rất là bền à, chốt khóa bấm thông minh và rất là tiện lợi cái này thì nó tránh được cái phần gãy gập dây và mọi người chỉ việc luồn dây một lần thôi lần sau mình cứ thế là mình sập khóa mình lên tay là ok thôi ạ à, đằng tác mát của nó thì có đầy đủ phần thông số ví dụ như là stainless steel này Đúng không? Đây là kiểu dạng như là đã được xác nhận rồi đó Đây là độ chống nước này Rồi là Epoch Moment này, kính sapphire này Bản này thì có size mặt đó là 40.7 Và càng ở phiên bản này Càng ở phiên bản này đó là 49.3 Cái này các anh nam có cổ tay 16.5 như tem em là đeo được nhá mọi người nhá Bởi vì nó không bị to đâu Đấy như tem em là 16.5 này là các anh nam có cổ tay khoảng độ từ 17, 17 trở lên Nói chung là từ 16.5 trở lên Là mọi người sẽ đeo ok Đây là viền này, mặt trước này, mặt sau Máy của Seiko Đấy, viền, cạnh Rất là đẹp Đúng không? Nếu mà mọi người mà để uh, tặng Cũng sẽ rất là ok, rất là có ý nghĩa này và mọi người để trưng bày uh, theo kiểu dạng như là một cái bộ sưu tập luôn ý Về các cái hình linh vật tị Nó rất là hay Mẫu này uh, thì bình thường ý Thì mọi người cũng đều biết giá của nó rồi Bình thường em đang bán với mức giá đó là 3 triệu 650 nghìn Bởi vì nếu anh chị nào một người theo dõi đến các cái video Tất cả các video của em thì mọi người cũng đều biết Dạ vâng Và ngày hôm nay thì em cũng xin viết là sale tri ân cuối năm cho cả nhà mình Với cái phiên bản Carnival Canivan Phiên bản mà có một cái chú bé đang ngồi trên một lưng trâu như thế này Thì bản này thì em cũng đang chiên ân cho cả nhà mình là còn 3 triệu 150 nghìn 3 triệu 150 nghìn và mẫu này sẽ ở mã 663 phun hộp mọi người nhé mới nguyên chưa qua sử dụng và mọi người lưu ý cho em đó là mặc dù là bên em ý thì uh, với các cái mã hàng sale thế nhưng mà bên em xeo uh, chiên thế nhưng mà bên em vẫn sẽ giữ nguyên các cái chế độ bảo hành và cũng như là tất cả các cái chế độ mọi người được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nên là mọi người hoàn toàn là yên tâm uh, tiếp theo sang ở mã 664 nhé thì ở phiên bản 664 thì em tiếp tục gửi đến cho cả nhà mình Đó là một mẫu của Invicta Về thương hiệu Invicta thì nó là một cái thương hiệu đến từ Mỹ Và mọi người cũng đều biết về thương hiệu này rồi Ở bản này em có là hộp này đầy đủ Nhưng mà nó cũng không có sổ đâu ạ Là vâng nó không có sổ à, Tức là nó bị mất sổ rồi mọi người ạ Với phiên bản này là mẫu cơ tự động Là vâng cơ tự động nhá Và nó có một cái thiết kế đó chính là niềng xoay này Núm gen này và đáy vặn Thế cho nên là độ chống nước của nó rất là tốt À, ở bàn này thì form kiểu dáng nó cũng giống với cả của Zolex Đúng không ạ? Giống xì như là của Zolex luôn Đặc biệt là mẫu của dòng Supreme Đây mọi người có thể thấy quan sát ở phía bên trong này Cái phần uh, cọc số mấy cả kim ý, nó rất là to, rất là rõ ràng Cái chỗ này nó bị bụi một chút thôi nha Lau sạch, vệ sinh sạch đi là ok Đấy, và nó có cái ô cửa sổ lịch, nó có kính lúp này, phóng đại đến 2,5 lần. Đúng không ạ? Và rất là mới, cái xí tiết niềng ngoài này nó giống như được làm bằng chất liệu đá ceramic ấy. Bên trong nó cũng sẽ có là màu luôn này Cái này thì em cũng không biết là cái công nghệ Người ta ta đã phủ màu Người ta gọi là cái cái công nghệ gì Nhưng mà rất ít phiên bản nào Mà người ta làm được cái công nghệ này lắm Không phải dòng nào cũng làm được công nghệ này đâu Anh chị thấy không ạ? Đấy, đây là viền rất là đẹp nhá Mà em không biết gọi tên là gì luôn ý Đây Cái mẫu này thì rất là mới luôn Bởi vì mọi người thấy là gần như là để mà thấy xuất hiện các cái vết xước thì nó rất là ít nó chỉ gọi là các cái vết xước xăm nhỏ thôi nó giống như là gọi là sứt lông mèo thôi đấy niềng xoay này invicta này núm gen này cái này thì mọi người sử dụng có thể sử dụng rửa tay đi mưa tắm giặt thoải mái nhưng mà đảm bảo đó là núm này và đáy phải được vặn đúng gen và vặn chặt à, đằng, à, đằng sau đây nó có đầy đủ thông số đó là Japanese Moment nhá. Đúng không ạ? Sử dụng máy Nhật này. Xem in Malaysia tức là được lắp ráp tại Malaysia. Đó, ở đây uh, nó sẽ là USA Product Design, tức là một cái thương hiệu của Mỹ Trực uh, thuộc của tập đoàn Invicta Group này, được thành lập vào năm ngày 837 Sử dụng bộ máy của nó chính là bộ máy NH35A của Seiko và nó có đến 24 chân kính uh, Em rất là thích với cái thương hiệu của Invicta này bởi vì sao? Đó là họ công khai tất, tất cả các cái thông số chi tiết luôn mà họ công khai toàn bộ đằng sau đáy này luôn nhé là mọi người có thể nắm rõ luôn về cái gọi là thương hiệu rồi xuất xứ này đúng không ạ? Độ chống nước của nó cũng rất là tốt và đặc biệt là các cái dòng kính của Invicta thì kính của nó rất là tốt. Đấy. Kính của nó là nó có một cái dòng kính chuyên biệt đó chính là kính Flame Fusion. Cái dòng kính này là nó là cái hội tụ của hai ưu điểm của hai dòng kính đó là kính sapphire và kính cứng cường lực kính sapphire thì nó sẽ có cái độ chống trời chống xước tốt và kính cứng cường lực thì nó sẽ có độ chống va đập tốt và nó sẽ hội tụ ở trong cái thương hiệu của Invicta vì thế cho nên là nó là một cái dòng kính độc quyền mà các thương hiệu khác nó sẽ không có đấy đấy là dòng kính Flame Fusion của Invicta nhé mọi người nha rất đẹp mẫu này có size mặt đó là size 39.8 và càng của phiên bản này là 47.7 Đấy, như của tay của em là 16.5 thì cái mẫu này cái Các anh nam tầm tay 17 trở lên thì sẽ đeo ok Đây giá của nó đang là 595 đô Tức là nó cũng tương đương khoảng độ hơn chục triệu phiên bản này Bình thường thì em cũng đang lên cho cả nhà mình ở mẫu này Đó là hơn 3 triệu Đúng không ạ? tầm 3 triệu 3 triệu rưỡi Bà có lúc sale được 3 triệu 450 hoặc 3 triệu rưỡi đó Và mỗi ngày hôm nay thì thôi em cũng chiên Coi như là một cái um, mã cuối năm đúng không? Và bản này thì em cũng để luôn cho cả nhà mình đó là còn 2 triệu 750 nghìn, 2 triệu, 2 triệu 7 đi, là bằng 2 triệu 7. Mẫu này sẽ ở mã của nó là ở mã 664, đó, ở mã 664. Tiếp theo sang ở mã 665 nhé. Bản 665 thì tiếp tục gửi đến cho cả nhà mình. Đó là một cái mẫu size to. Lá nương sẽ lên một mẫu size nhỏ cho các anh nam tay nhỏ nhé thì Em sẽ đen đan sen kẽ cả mẫu nam cả, cả mẫu nam tay to và cả mẫu nam tay nhỏ luôn Ở cái mẫu nam tay to này thì ở bàn này là bàn 6 kim chạy chono và nó có kim 24 giờ một ngày Đúng không ạ? Thương hiệu của Fossil, đây là một cái thương hiệu của Mỹ Mọi người nghe tiếng niềng đanh không ạ? Rất đanh tai luôn Đó, 3 kim, à, 6 kim Mặt rất là đẹp nhá Nó chỉ có mỗi một cái vết ở chỗ phần kính này này Đấy, nhưng mà nói chung là nếu mà mọi người mà đeo bình thường thì nó cũng không lộ lắm và nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều Đấy, còn ở bàn này thì độ mới của nó cũng còn rất là cao Dây còn dài thoải mái Đấy, mã số hiệu sản phẩm đi kèm, độ chống nước của nó sẽ là 10 ATM Đây là viền cạnh Mẫu này có sai mặt ở phiên bản này Đó là 49.2 và càng của phiên bản này đó là 58.7 đó dành đến cho anh nam tay to nha cái này là phải anh nam tay to vâng bình thường thì em đang để là 1 triệu 7 và ngày hôm nay thì uh, em cũng sell luôn cho cả nhà mình ở mẫu này đó là còn 1 triệu 350 nghìn 1 triệu 350 nghìn đây là giá xà kho thanh lý luôn ấy cuối năm chiên cuối năm luôn mã 665 tiếp theo sang ở mã 666 sau em lên tiếp cho cả nhà mình một cái mẫu này nữa này sau đó thì em sẽ lên luôn các cái mẫu mẫu mẫu, mẫu phun à, không không hộp ở dưới kia à, đây là một cái thương hiệu của INW tức là nó vẫn trực thuộc của canivan nhé mọi người nhé vì à, cái này nó là một cái dòng một cái dòng riêng của canivan và cái dòng này là người ta muốn hướng đến một cái định hướng riêng ấy đó là international and Worldwide tức là hướng đến thế tức là phân phối ra thị trường toàn cầu nhưng mang theo tiêu chuẩn của quốc tế Đúng không ạ? Bởi vì nó có chữ International ở bên trong này Và nó lấy làm tiêu chí luôn Thì ở bàn này thì em sẽ có về là full hộp nhá Nó có sổ, nó có thẻ đầy đủ của INW Và với phiên bản này thì mọi người thấy là nó sẽ làm theo phong cách skeleton Tức là nó có lộ cơ ở phần mặt trước này và nó còn lộ cả đằng sau đáy ở đằng sau Đấy, ở mẫu này thì màu mặt của nó sẽ là một cái màu mặt nó hơi ghi sáng một chút xíu Đây là mẫu cơ tự động và nó có cả trợ có tay đi kèm nha mà rút thử núm này nó có cả chức năng hacking stop nữa, đấy khi đàm núm này bắt đầu chạy này khi rút núm này đó thì mọi người thấy không ạ? đấy nó sẽ có đầy đủ các cái chức năng của nó phía bên trong. đối với phiên bản này thì nó có tổng cộng của nó sẽ là ba kim và nó làm theo phong cách skeleton mọi người nhìn cảm giác là giống như là um, kiểu gần giống giống như là người ta lấy cái bộ máy để tạo thành đai mặt đồng hồ luôn ấy. đấy, IW Carnival này kính này đây là viền này cạnh này sáng bóng này phay xước này phay xước ở cạnh sườn chỗ này đúm này nó còn nguyên cả siêu đằng sau đáy thì nó có đầy đủ phần thông số ví dụ như mã số hiệu sản phẩm đó là 524G nhé uh, stainless steel này đội chống nước là 3TM 21 g và nó có 21 chân kính máy Misota đó, thì đây là một cái bộ máy huyền thoại rồi Các anh chị đều biết là với bộ máy này thì Nó có tần số dao động là 21.600 Và thời gian tích cót tối đa của nó cũng lên đến 38 tiếng đồng hồ Đấy, các anh chị có thể thấy là viền này, cạnh này, mặt đồng hồ này Rất là đẹp Mẫu này thì cũng dành cho các anh nam tay vừa và hơi to Size 40.8 và càng của mẫu này là 49.4 Đấy, như cổ tay của em đây 16.5 Cái này thì nó sẽ thiên về một cái phong cách thanh lịch Uh, phong cách thanh lịch sang trọng nhất cái này mọi người có thể là kết hợp áo phong áo sơ mi có thể đeo đi làm đeo đi chơi đều được hết tiếp theo là về bộ dây thì bộ dây ở đây này nó có các cái đường vân này và cái dây nào của nó 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 có phủ thêm cả một lớp bóng ở phía bên trên nữa vì là cái dây dây da nó có một cái nhược điểm đó là nó sẽ dễ thấm hút mồ hôi và là dễ thấm nước vì thế cho nên là khi mà ví dụ như nước mà nó giỏ ở đây nhỡ nó hút nó thấm vào ấy thì cái dây của mình nó sẽ lâu khô và nó sẽ sẽ, sẽ lên mùi nó sẽ nhanh hỏng vì thế cho nên là hiện tại bây giờ thì các cái phần bề mặt của dây da này, này nó sẽ phủ thêm cả một lớp 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 phủ bóng nữa nên là nếu mà nước nó có rơi vào đây đúng không ạ thì mình kiểu nó đọng vào đây nó không thấm được ấy thì bắt đầu là mình lấy cái khăn mình lau sạch đi thì cái, cái 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 dây của mình nó nó sẽ bền nó sẽ đẹp hơn đấy còn đây là iw carnival cái dây da chính hãng ở bàn này thì sử dụng đó chính là một cái khóa xiên Nhưng không? Rất là tiện lợi Nó cũng có đầy đủ các phần thông số của nó ở đây Đó là stainless steel Độ chống nước Impostment uh, Precision watt chắc, Viền cạnh Mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình Ở phiên bản này bình thường Là cũng uh, với mức giá đó là 3 triệu rưỡi và ngày hôm nay thì em cũng xin phép là chiên ở mẫu này là còn 2 triệu 950 nghìn là bằng 2 triệu 950 nghìn mã 666 mới nguyên mọi người nhé siêu qua sử dụng full bắp đầy đủ nên là nếu mà mọi người có nhu cầu mà mang đi tặng đúng không ở trong cái dịp cuối năm này thì cũng sẽ rất là ok và đợt cuối năm này là phải nói thật sự với cả nhà mình là giá cực kỳ là tốt luôn giá tốt chưa bao giờ từng có tiếp theo sang ở mã 667 667 thì lên tiếp cho cả nhà mình đó là một cái mẫu size nhỏ đi mẫu size nhỏ đó là mẫu của Sam Martin Vừa à, vâng, cái bản smartin này thì em có về là phun hộp nha mọi người nhá. Bản này thì mới cũng chưa qua sử dụng. Đấy, vì bản này nó sẽ là một phiên bản máy Thụy Sĩ. Bình thường thì ở mẫu này em đang để nó là 2 triệu 3. Đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì cũng sẽ là một trong các cái mẫu mà em sẽ sale chiên cho cả nhà mình. Đấy vì cũng đã chiên các cái mẫu size to rồi thì em cũng sẽ chiên cả các cái mẫu uh, size nam nhưng mà size nhỏ để cho các anh nam. Uh, với thiết kế của mẫu này thì nó giống với cả thiết kế của IWC nếu mà mọi người à em um, uh, IWC em xin lỗi và cứ bị nhầm cái thương hiệu IW với cả thương hiệu I, IWC IWC thì nó là một cái uh, thương hiệu luxury rồi đúng không ạ thương hiệu hạng sang rồi nên là cái giá thành của nó cũng rơi vào tầm khoảng độ vài trăm triệu một bàn cơ đấy và cái form kiểu dáng của bàn này nó cũng tương đồng kiểu dạng như vậy à, bàn này chị kim rốn nha mọi người nha chị kim rốn này và mẫu này thì mới nguyên và chưa qua sử dụng đây em cho cả nhìn cùng xem này cái phần dạ quang ấy nó lại có dạ quang hai màu tức là cái phần niềng ở bên ngoài này các phần chấm bi này nó sẽ có một màu xanh sáng hơn còn cái phần cọc số này thì nó lại là một cái phần màu dạ quang nhưng mà dạ quang theo kiểu màu xanh dương đúng không ạ xanh nước biển đấy kể cả bộ kim này. kim hình búp sen này kim giờ kim phút này Mọi người thấy đẹp không? Rất đẹp luôn nhá về dạ quang của nó rất là sáng Đây là phần viền phay xước này Cạnh sườn này Núm này Bạn này núm của nó là còn là núm ren nữa Nên là cái độ chống nước của nó cũng rất là tốt Đáy vặn nha Đấy Núm ren đáy vặn Bạn này sử dụng máy của Thụy Sĩ Để em cho cả nhà mình cùng xem này đây ạ, đây nếu anh chị là một người mà đam mê về đồng hồ thì các chị nhìn bộ máy là mọi người sẽ biết thôi, máy Zonda Switch, máy Thụy thấy chưa, đấy, nó sẽ có cái cuộn điện ở phía bên trong này, máy vàng luôn nha, mọi người thấy đẹp chưa? rất đẹp luôn, đúng không? đấy thì em mở luôn đáy luôn cho cả nhà mình cùng xem, kể cả cái đằng nắp đáy này của nó này, đấy mọi người nhìn đúng không ạ, trông nó khác biệt hoàn toàn luôn. Với các cái phiên bản này thì nó sẽ sử dụng của máy của nó là máy của Thụy Sĩ Rất là đẹp và rất là xuất sắc Cái này thì em sẽ bận chặt cái nắp đáy lại cho so vào nhà mình nhé Nên mọi người yên tâm à, Về dây thì nó sẽ sử dụng một cái bộ dây Đó là một cái bộ dây handmade Đây ạ, với các cái đình chỉ dây khâu tay này Đây, nó dây này Nó khâu chốt khóa đầu vị trí, vị trí phía dưới nữa này Nên là không bao giờ sợ là nó bị bong Đúng không ạ, không bao giờ sẽ bị bong hay là bị tách ở cái phần dây này Đấy, của Sam Martin Cái này mọi người còn, còn có thể là tháo dây ra được để vệ sinh các phần viền vỏ của nó nữa cơ Mẫu này uh, size của nó là size 36.7 và càng Càng của phiên bản này đó là 44.8 nhé Mẫu này dành đến là cho các anh nam tay vừa và nhỏ Thầy với cả nhà mình đeo lên tay rất rất đẹp Máy thụy sĩ Bình thường thì em đang để đó là 2 ,3 triệu 3 Và hôm nay thì em cũng sale luôn cho cả nhà mình ở mẫu này Đó là còn một uh, triệu 8 1 triệu 800 nghìn Bàn này sẽ ở mã 667 Đấy À em quên mất là có đi kèm một cái um, Cái cái um, uh, Có một cái tác ở đây này Đấy nó có một cái, cái Giống như là một cái uh, Cái móc chìa khóa ấy Sau đó ở đây này nó có Đây là uh, Martin này Top Brand này Đấy chưa đấy. Mẫu đấy là ở mã 667 1 triệu 8 Tiếp theo sang ở mã 668 nhé 668 thì em liên tiếp cho cả nhà mình ở cái mẫu hộp này nữa này uhm, Đây là mẫu của Mott Thương hiệu của Pháp Ở bàn Mott này thì cũng có về là full hộp Cũng có sổ đi kèm đầy đủ Nói chung là với cái thương hiệu của Mott này Thì nó là một cái thương hiệu cũng luxury tại Pháp ấy Nên là em thấy giá tại các store với các cái phiên bản của Merch này giá tại các store giá nó khá là cao khá là cao luôn nha ở cái này thì nó không không có rồi ở mấy cái mấy cái cái, cái bản lần trước ấy mà em có lên cho cả nhà mình ý thì mọi người thấy không ạ giá hãng của nó nó dao động rơi vào tầm chín mươi mấy nghìn yên cơ tức là nó tương đương với khoảng tầm hơn chục triệu một phiên bản ở bàn này là 6 kim và nó chạy chuno nó có kim 24 giờ đúng không ạ kim chôn nó có lịch ở vị trí góc 4 giữa 5 giờ này đấy đây là toàn bộ phần viền dây thì cũng vừa phay xước vừa sáng bóng sẽ kết hợp với nhau đây cái này chưa qua sử dụng như mọi người nhé đó à, tất nhiên là ở mẫu này thì kiểu như là à không cái này lau đi là sạch thôi mọi người ạ lau đi lau đi là sạch thôi bị bụi thôi đó dây này đây là mặt trước mặt sau này độ chống nước của nó sẽ là 33 Mẫu này có size mặt là 32.5 và càng của phiên bản này đó là 40.1. Mẫu này dành đến cho các anh nam tay vừa và tay cái này tay chắc là tay vừa và nhỏ thôi mọi người ạ. Chứ tay to to là không đeo được ở phiên bản này đâu. Phong vuông mặt huyết nhá. Đấy, có kim 24 giờ của nó phía bên trong. Đây, cạnh núm này, mặt này, phong vuông. Nhìn trông nó rất là đẹp, rất là lạ mắt. Bình thường thì mẫu này thì em cũng đang để đó là 1 triệu 9 Và ngày hôm nay thì em cũng chiên cho cả nhà mình ở mẫu này Đó là còn 1 triệu 4 1 triệu 400 000 Mã 668 1 triệu 4 mã 668 đó. Tiếp theo sang ở mã 669 669 thì em lên cho cả nhà mình ở mẫu này Bản này thì mang cái form kiểu dáng giống như là của lúc trước ấy Đó, cũng là Đây là bản pin mọi người nhé, không phải cơ Pin, nó cũng chạy 6 kim Kim 24 giờ kim dây Thời gian đo tốc độ tối đa Đấy, và nó cũng có theo kiểu dạng như là phay xước này Và nó được cố định bởi các cái đi ngốc Đi ngốc 6 cạnh ở vị trí phía bên trong này Đây là cạnh viền này, núm này Đó, mặt trước này, mặt sau Đây là thương hiệu của nó, đó là Siula dây silicon nhé thì cái dây silicone thì mọi người đều biết là các cái dây hãng này của nó thì cái độ đàn hồi của nó rất là tốt bởi vì là người ta à, là hàng chính hãng thì người ta sẽ làm các cái bộ dây đúng không ạ đây này đấy bằng dây kiểu dạng capsulon su ấy nên là nó sẽ rất là bền Ở mẫu này có size mặt đó là size 41.7 và càng của phiên bản này đó là 47.7 dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to được cái là form nó cong nó ôm ý đấy nhìn trông nó rất là thể thao nam tính bạn này em cũng đang xả cho cả nhà mình là có 1 triệu 250 nghìn Đó, 1 triệu 250 Bản này sẽ ở mã 669 Tiếp theo sang ở mã 670 Và cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay Thì em lên cái mẫu này Mẫu này là mẫu Mẫu 6 kim, cũng là 6 kim Nhưng ở bản 6 kim này thì nó sẽ có hai núm Nó có một cái núm đường xoay trong này đó, và nó có một cái núm ở đây thì nó sẽ chỉ đó là lịch thứ uh, ngày và 24 giờ đúng không ạ lịch thứ này thì nó sẽ làm cái hình kiểu dạng như là hình kim quạt ấy. đấy nó cũng sẽ làm phay xước này bạn này thì mới nguyên và cũng chưa qua sử dụng dây thép đúc nha chốt hóa này nguyên zin đây là của thương hiệu của Render độ chống nước là 10 m này 10 atm nhé 10 tm uh, ở đây là Japan Moment này Old stainless steel này đấy viền dây mẫu này thì cho anh nam tay nhỏ đấy anh nam tay vừa và hơi to cũng đeo được nói chung là mẫu này thì ai đeo được hết size 37.8 và càng của mẫu này là 47.8 được cái là nó rất là nhiều chức năng đúng không? rất nhiều chức năng đủ chức năng luôn nó còn có cả dạ quang ở trong điều kiện sáng kém nữa Thế một người đeo tay sẽ như thế này thép trắng màu mặt đen mẫu này bình thường em đang để nó là một triệu ba năm mươi sale luôn cho cả nhà mình là còn 1 triệu mốt 1. 1 triệu 100 nghìn Bản này sẽ ở mã 670 và cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay nhé Thì à, em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều Đã dành thời gian để theo dõi hết video của em Và mọi người yêu thích ở phiên bản đồng hồ nào Thì mọi người có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline Và cũng là số zalo của em Đó là số 08 58 58 từ quý 2 Hoặc có thể để dưới phần comment bình luận vâng và, và mọi người hãy bấm đăng ký kênh Cũng như là bật phần chuông thông báo Để có thể là liên tục cập nhật bản mới bên em ạ Dạ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong video tiếp theo.